Hồi xưa ông trời cũng công bằng lắm nha, vợ mon nạn chồng đẻ đau, có nghĩa là xúc chín khó người nhà. À, người vợ phải chịu cái trách nhiệm là mon nạn cái bầu thơ đó, nhưng mà đến lúc sinh á là cái cơn đau đẻ đó là người chồng phải chịu. Đó, công bằng lắm, vợ mon nạn chồng đẻ đau. Đó là cái thời gian cứ đó thấm thoát trôi qua. Một ngày nọ, người vợ mong bào nghe đứa con đột, biết là con chuẩn bị ra đời, đó là kêu ông chồng về là chuẩn bị chịu cân đa đẻ. Người chồng nghe tin con mình sắp ra đời mừng lắm, vô tắm rửa sạch sẽ, chữa đầu tắm mức rượt đó, rồi lên cái sofa ngồi chờ để hứng chịu cái cân đa đẻ. Ngồi chờ biết đó, chờ con nữa đó, trong bụng á là vợ mới đẻ sang đứa bé kêu oe 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 rồi, mà ông vẫn không nghe đai gì trơn. Răng loại đó, nó răng giỡn đẻ rồi răng mình không nghe đai gì trơn đi. Chu cho ngó qua nhờ hòn số mà thấy cái hòn số nằm ơn bụng len láng đa trời ở đa chi mà đa nữa đó, nó chu cho ăn lỗ trơn á mà. Là từ đó trở đi là mấy bà vợ là mới lên kiện ông ta cái thâu, con có chơi thì con có chịu thâu khủa đi, con mong nẹ rồi để con đẻ đa luôn cho, chứ ông trời lùn cái kiểu công bằng như đi lộ hay không lùn ăn chi được. Thế là từ đó trở đi là mấy bà vợ là mon nẹn đẻ đa luôn, rồi mấy ông chồng là thảnh thơi cũng lỗi là do mấy bò chứ do á đầu tiên có cái tích của em này, đúng không? Thứ hai, thứ ba, thứ xe, thứ tư.